Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube của Zero MV, chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2024 thì em lại lên sóng và review cho bác những sản phẩm mà bên em đang có các bác nhá. Bác nào mà lần đầu tiên xem kênh của em, cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video. Ở bên dưới có cái nút like video, các bác bấm vào cho em xin một nút like video các bác nhá. Và mỗi một buổi tối em sẽ review báo giá chi tiết một cái clip tất cả những sản phẩm mà bên em đang có, tình trạng là như nào, giá cả bao nhiêu, rồi số lượng như nào, các kiểu còn màu gì, các kiểu thì em sẽ giới thiệu trong clip. Nên các bác nào mà cần xem những con điện thoại siêu lướt thì các bác đăng ký kênh lại để theo dõi. Khi mà các bác chốt thì các bác có thể chốt theo hai hình thức. Một, nếu ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Zero MV theo địa chỉ là 111 Triều Khúc các bác nhá. Thì các bác qua cửa hàng em vào 9:30 sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn nếu ở xa các bác cọc tiền cho bên em ship hàng tận nơi cho các bác nhận hàng được mở ra kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và mọi đơn hàng thì đồng giá 30.000 tiền ship các bác nhá. Còn những cái đơn hàng mà cọc tiền gửi từ xa ấy thì cứ dưới 10 triệu cọc 300, trên 10 triệu thì cọc 500. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu những dòng máy cao tiền nhất, còn những cái máy mà 2-3 triệu thì các bác xem cuối video nha các bác nhá. Đầu bảng trong cái con máy đầu tiên trong cái bảng xếp hạng đấy, thì đây chính là cái siêu phẩm S23 Ultra. Hiện nay thì em còn hai chiếc màu đen thôi. Phải nói các bác là cái dòng này hôm trước về một đống thì cũng các bác cũng lấy rất là nhanh. Và hiện tại thời điểm này còn hai chiếc màu đen đẹp long lanh long lánh, đẹp 99,69%. Con này thì các bác được sở hữu một con hàng nguyên siêu viền lên đông các bác nhé. Đây, nguyên siêu viền luôn. Máy thì đẹp nét nền nẹt 99,69%, tất cả các chức năng là hoạt động ok. 23 Ultra thì các bác biết rồi, nó là hàng gọi là flagship của Samsung rồi các bác nhá. Màn hình thì 6,8 inch, cong tràn viền 2K cộng và 120Hz. Máy thì mới nét không một vết xước luôn. Hai SIM hai sóng hỗ trợ 5G, pin của nó thì 5000, RAM 8GB và bộ trong của nó là 256GB các bác nhá. Chip 8 Gen 2 và một trong con máy camera zoom 100x và độ phân giải 200MP thì quá đẳng cấp luôn. Chip RAM của nó thì bản Mỹ nó chỉ có 8GB thôi, nhưng thực tế các bác để mà cái màn hình 120Hz và cái con chip 8 Gen 2 mà để dùng ý, thì các bác dùng không có khái niệm đơ lắc trong từ điển các bác nhá. Đối với phiên bản S23 Ultra em có hai chiếc màu đen, giá hiện tại em đang bán cho bác là 16.800.000, tặng đầy đủ sạc cáp, ốc lưng và giám màn hình các bác nhá. Số điện thoại thì em luôn để góc bên tay phải của màn hình các bác đây. Các anh em nào cần thì các bác đang nhắn tin Zalo để đặt hàng các bác nhá, để vào chung kết. Sản phẩm tiếp theo hôm nay thì về nhiều vô số luôn, cái song Samsung Galaxy S2 Ultra. Sau một ngày vắng bóng phiên bản 512GB thì hôm nay lại tiếp tục phải về hàng để phục vụ các bác này. Bởi vì sao? Tầm này 22 Ultra các bác đang lấy rất là nhiều luôn. Hôm nay thì lô hàng này em về là lô hàng phiên bản 512GB các bác nhá. Đấy, phiên bản 512GB các bác nhìn nó phê chưa? Có màu đỏ và màu xanh. Đấy, hai màu để cho các bác lựa chọn. Đấy, hôm nay thì em về được hai màu thôi, đỏ và xanh các bác nhá. Tất cả các chức năng hoạt động ok, ngon lành cành quất, không một lỗi lầm gì. Hàng mới cứng cựa 99,69%. Em về được hai màu để cho phục vụ các bác đây. 512GB các bác nhìn chưa? Nhìn nó nhiều chưa? 512GB các bác nhá. Đây, 512GB này. Toàn là 512GB thôi. Hàng nguyên siêu viền ni lông siêu bóng, mới đét đèn đẹp luôn. Đấy, nguyên siêu viền nhá, bốn mặt luôn. Siêu viền bốn bên luôn này. Đấy. Thì con này là một con hàng em đã bán suốt từ nọ này rất là nhiều rồi. S2 Ultra thì chip 8 Gen 1, màn 6,8 inch 2K cộng và 120Hz, RAM thì 12GB và bộ trong siêu khủng khiếp 512GB, để phục vụ cho những bác nào mà nhớ yêu cũ qua quá thì các bác lưu chọn bộ ảnh album yêu cũ trong này cho em. Hai SIM hai sóng hỗ trợ 5G, pin của nó 5000, chip Snapdragon 8 Gen 1. Con này thì hiện tại camera cũng là 100x và giá thì thời điểm này đối với một con hàng đẹp keng như này đang có mức giá là 13.500.000 các bác nhá. 13.500.000, phải nói các bác là tầm này 22 Ultra thiết kế đẹp, cấu hình cao, giá cả đối phiên bản 512GB chỉ có 13.500.000 thôi. Hôm nay thì em tiếp tục em về được phiên bản 256GB. Đây, rất nhiều bác hỏi em là có bản 256GB không? Thì ok, 256GB để phục vụ các bác đây. Con này thì nói chung là nó giống hệt cái phiên bản 512GB kia, nó chỉ khác mỗi cái là dung lượng là 256GB thôi. Cũng là hàng mới cứng cựa màu trắng và màu xanh. Đấy, có màu gì thì em quay hết trên này các bác nhá. Thế nên là các bác đừng hỏi em là có màu đen hay không, bởi vì có màu nào thì em đã quay hết trên này rồi. Và gọi là anh em nào mà chốt màu nào thì các anh em vào chung kết này. Màu trắng ngọc tờ các bác nhìn cận cảnh đẹp chưa? Cái màu này em thấy nó đẹp này mà không hiểu sao các bác nhiều bác lại không thích. Đấy, cái màu trắng này các bác nhá. Nhìn rất đẹp luôn, mà cái màu này nó là cái lưng của nó bằng kính nên anh em yên tâm 100% là không bao giờ bị bám vân tay. Và cái này nhá, cái viền của nó là viền thép này nên các bác về sau kể cả nó có xước ấy, nó cũng rất là khó lộ luôn, khó lộ màu luôn các bác nhá. Còn bây giờ thì nó là mới cứng rồi, bây giờ thì nó đã đang là như kiểu ngọc tờ ring như các bác nhá. Đẹp nét này nẹt. Đấy thì phiên bản này phiên bản 256GB rẻ hơn phiên bản 128GB kia 1 triệu.
giá là 12,5 triệu các bác nhá, 12,5 triệu. S22 Ultra phiên bản dung lượng là bao nhiêu nhỉ, 256GB, 12,5 triệu, một con hàng đẹp mới cứng cựa. Ngoài ra thì hôm nay em lại tiếp tục đổ bộ phiên bản 128GB. Đây, hôm qua các bác đòi hỏi màu đỏ mận đây. Hôm nay 128GB lại về một đống luôn để phục vụ các bác, đỏ mận. Đấy, đỏ mận rồi màu trắng ngọc tring. Đấy rồi màu đen huyền bí nữa đi. Đấy, mỗi một màu nó có một cái led đẹp riêng để cho các bác lựa chọn nhá. Các bác nhìn này, phê chưa? Đỏ mận. Đấy, một con này nói thật cho các bác, tầm này nếu mà nó là số 2 ấy, nó là thứ 2 ấy, nó đứng thứ 2 trong cái bảng xếp hạng cái tầm tiền của nó ấy, thì đúng không con nào dám nhận là chủ nhật luôn. Bởi vì sao? Trong cái tầm tiền loanh quanh hơn 10 củ nhá, thì con này nó là một con hàng flagship. Con hàng flagship nha các bác nhá. Hôm nay em về đầy đủ ba màu là màu đen, màu trắng và màu đỏ. Phải nói các bác, cái loại hàng này cứ về đâu hết sạch lấy luôn. Bởi vì cái đợt này cái hàng này nó đang rẻ, mà thời điểm này giá đang ngon. Một con hàng flagship đẹp mới cứng cựa 99,69% phiên bản 128GB. Giá như một con hàng tầm trung 10,900,000 là các bác đã được sở hữu rồi. Đấy, trong khi anh em mà đi mua mấy con hàng tầm trung cứ thử đi. Đấy, loanh quanh hàng tầm trung, đố anh em nào kiếm được một con màn hình cong như này đấy, mà tầm trung không có sản xuất màn hình cong tràn viền 6,8 inch 2K cộng 120 mẹt như này đâu các bác nhá. Đấy, 120 mẹt thì nó có, nhưng mà để mà 2K cộng và cong tràn viền như này ấy thì flagship nó mới có thôi. Con này thì là một con 22 Ultra. Hôm nay thì hàng về em đã test full rồi, sim sóng các kiểu này các bác nhìn này. Hôm nay hàng về phát là cái test sim là đầu tiên, sim sóng, camera, loa mic, tất cả các chức năng là bên em đã kiểm tra hết rồi. Hai sim hai sóng, bản Mỹ pin 5000. Con này thì RAM 8 128GB. Bản 128GB thì giá là 10,9 triệu các bác nhá. Đấy, thì hôm nay hàng mới về màu đỏ, màu trắng và màu đen, có 3 màu để cho các bác lựa chọn. Bác nào mà kết mà chốt thì các bác vào chung kết qua số Zalo này các bác nhá. 10,900,000 là các bác đã mua rồi. Bây giờ anh em đi mua mấy con A54, M54, những con đặt vặt đấy ít nhất cũng phải xít soát 9 triệu. Mà trong khi một con hàng flagship như này giá 10,9 triệu, nó đẹp hơn nhiều luôn các bác nhá. Các bác nhìn nó đẹp hơn nhiều luôn. Một con hàng flagship mới cứng cỡ 99,69%. Nguyên siêu về đi nông chơi bóng, đẹp không khác gì một chiếc máy các bác vừa bóc ra khỏi hộp. Đấy, thì giá hiện tại đang là 10,900,000. Còn cái phiên bản đời cao cấp ấy, thì còn một con S24 Plus này. Con này thì thực ra là cái tiền của nó cũng khá là cao, cái lượng tiền của nó khá là lớn, nên là cái lượng khách hàng mà kén ấy, nó sẽ kén khách hơn, là cái điều đương nhiên. Và em biết là khi mà với cái mức độ tầm hơn 16 triệu này, các bác bỏ ra một con 24 Plus, thì con này thì cũng là một con máy chất lượng cũng cực kỳ nó ngon luôn, không khác gì một chiếc máy mà các bác bóc ra khỏi hộp, và còn bảo hành của hãng đến tận một năm nữa, gần một năm nữa các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể lựa chọn con này, không một vết xước. S24 Plus phiên bản Việt Nam, bảo hành của hãng, RAM 12 256GB, tất cả các chức năng hoạt động ok. Con này thì không một vết xước luôn các bác nhá. Đấy, thì giá hiện tại em đang bán cho các bác 16,5 triệu. Đại loại là rẻ hơn so với các bác đi đập hộp khoảng 5 triệu, nhưng mà các bác vẫn được một con máy tương đương và tặng cho bác đầy đủ ốp lưng, sạc cáp, dán màn hình đầy đủ nhá. Đấy, thì con này con 24 Plus phiên bản Việt Nam, con này đang hết pin, pin 4900, các bác có thể gõ cấu hình lên Google nhá. Con này S24 Plus bản Việt Nam, máy mới siêu thị đang bán là khoảng 22,5 triệu gì đấy. Thì con này em đang bán cho các bác là 16,5 triệu. Đấy, rẻ hơn bình thường khoảng 5 triệu, tặng đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Một cái sản phẩm tiếp theo, vừa xong em đã giới thiệu hai cái siêu phẩm là S22 Ultra và S23 Ultra. Hai dòng đấy nó đều có bút S Pen, loa kép sạc nhanh. Một cái siêu phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác chính là Galaxy Note 20 Ultra. Một con máy trong cái tầm tiền mà trên dưới 8 triệu thì phải nói với các bác, nó ngon lành cành quất luôn các bác nhá. Trước mặt các bác đây là hôm nay em đã hết màu đồng rồi. Hôm qua thì có 3-4 cái là màu đồng thì đã bán sạch hết rồi. Phải nói các bác, một ngày nhà em bán đi tỉnh rất là nhiều, hàng đi hàng về liên tục luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, màu đen hôm qua có một chiếc bán hết, nay lại tiếp tục về hai cái luôn. Samsung Galaxy Note 20 Ultra phiên bản của Mỹ, con này hàng mới tầm 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok, còn nguyên cả cái siêu viền này các bác này. Phải nói là một những cái con hàng siêu lướt luôn các bác nhá, mới cứng cựa luôn. Và đương nhiên với các bác là màn hình thì các bác ngồi ngắm cả ngày cũng không một cái vết AMOLED đi ảnh gì. Và mọi đơn hàng nhà em gửi đi là em sẽ kiểm tra full nhá, kiểm tra tất cả các chức năng này các bác nhìn chưa. Đây, kiểm tra sim này. Đấy, sim cắm vào, kiểm tra màn hình các kiểu, loa mic các kiểu thì em mới gửi đi cho các bác. Nên là các bác nhận hàng là các bác kiểm tra, gọi là chỉ gọi là xem có đúng hàng nhà em thôi. Và hàng nhà em thì khi gửi đi sẽ có tem di động MV, nên là các bác nhận hàng là các bác kiểm tra mỗi thế thôi. Còn chức năng thì các bác cứ test qua loa thôi các bác nhá. Vì bên em đã kiểm tra hết rồi, gần như là các bác nhận hàng là không có lỗi lầm gì đâu. Thì con này là một con Note 20 Ultra 5G bản Mỹ, hàng mới cứng cựa 99,9%, có bút S Pen, loa kép sạc nhanh các kiểu đầy đủ nhá. 8,6 triệu, hai cây màu đen, 8,6 triệu,
tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Ngoài ra thì có một cây hàng tầm 97-98%, thì cây này là 7,6 triệu này. Đấy, 7,6 triệu và 8,6 triệu. Cây này thì viền của nó hơi phe phẩy nhẹ một tí trên viền thôi, còn lại thì ngon lành cánh quất các anh em. Màn hình sáng đẹp trong veo và tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy, màn hình 6,9 inch, 2K+ và 120Hz, mọi chức năng hoạt động bình thường. Đấy, 7,6 triệu một con hàng 97-98%. Còn nếu bác nào mà thích đẹp keng thì 99% thì các bác chơi cái hàng 8,6 triệu giúp em. Và một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền mà loanh quanh từ 7-9 triệu thì đây, một con Galaxy S21 Ultra hàng mới cứng cựa 99,69%. Con này thì hàng keng nét luôn các bác nhá, nguyên siêu được qua này, nguyên siêu viền luôn. Đấy, đây siêu viền, để lâu nó bong nên nó nhộm nhọn nên kệ nó thôi. Cái này thì mới gọi là như ngọc tờ ring, đẹp như ngọc tờ ring luôn các bác nhá. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Màn hình 6,8 inch, 2K+ và 120Hz. Con dòng S này thì sẽ bo hơn dòng lốt. Đấy, camera 100x nhá. Camera con này 100x này, máy mới cứng cựa 99,9% luôn. Đấy, con này camera 100x, RAM thì là 12GB và bộ trong của nó là 128GB. Tất cả các chức năng hoạt động ok, pin 5000. Cái này giá hiện tại em đang bán cho các bác là 8,990,000. Tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và dán màn hình các bác nhá. Samsung Galaxy S21 Ultra bản Mỹ. Ngoài ra thì S21 Ultra em có một cây màu đa sắc bản Việt Nam. Con này thì các bác nhìn này. Đấy, màu đa sắc bản Việt Nam, hai sim vật lý game cục gọi nhá. Camera cũng 100x, hình thức máy thì được tầm 98%. Mọi chức năng hoạt động ok. Màn hình thì con này, ôi con này đã hết pin mất rồi. Con này hai sim vật lý game cục gọi, màn hình 6,8 inch các bác nhá. Đang hết sạch pin. Đấy, giá là 8,8 triệu một cây bản Việt Nam. Ngoài ra thì em còn đây một cây bản Việt Nam tiếp theo. Con này màu bạc này. Đấy, màu bạc bản Việt Nam 7,5 triệu nhá. Cây này lưng hơi chóc một tí này. Đấy, lưng hơi chóc một chút. Thì cây này giá cho các bác là 7,5 triệu. Một con Samsung Galaxy S21 Ultra bản Việt Nam, hai sim vật lý, con này cũng đang hết pin mất rồi. 7,5 triệu. Màn hình thì sáng đẹp nhá. Viền thì cũng tương đối. Đấy, lưng hơi chóc tí thôi, 7,5 triệu. Ngoài ra thì có một con 7,5 triệu tiếp theo là con bản Mỹ này. Con này thì lưng hơi xước này. Đấy, lưng hơi xước, để cô hơi xước tí thôi. Còn lại thì tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình sáng đẹp và ngon lành cảnh quất. Đấy, bản Mỹ 2 sim, không có lỗi lầm gì hết các bác nhá. Cái này hình thức tầm 96%, giá 7,5 triệu này. Rồi có đây có một cây màu đen, hôm nay thì có một cây màu đen mới về. Cây này thì các bác nhìn này, lưng hơi phẩy một chút, cái này đo đường ốp nhá. Đấy, đề cô đẹp này, viền cũng hơi phẩy một tí. Đây, viền hơi phẩy một tẹo này. Đấy, viền hơi phẩy một tẹo thôi. Nhưng mà con này màn hình của nó thì phải nói các bác nó đẹp long la long lánh, nó đẹp cực kỳ luôn các bác nhá. Màn hình sáng trong veo. Đấy, các bác nhìn chưa, sáng trong veo này. Các chức năng là hoạt động ok. 21 Ultra này thì các bác biết rồi, nó quá mượt luôn. Chứ các bác nếu mà dùng 21 Ultra, gần như cực kỳ ít bác lên đời 22 Ultra và 23 Ultra, bởi vì con này nó quá mượt rồi. Đấy, và trong cái phân khúc mà tầm tiền của nó ấy, thì nó là đang là vô địch luôn các bác nhá. Con này giá là 7,3 triệu, một con màu đen 7,3 triệu. Đấy, thì Samsung Galaxy S21 Ultra. Vừa xong em đã giới thiệu cho bác rất nhiều những cái máy trong phân khúc từ 7 triệu trở lên. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho đây, trong cái tầm tiền 7 triệu nó quên các bác. Đây, quên các bác, 22 Plus đây. 22 Plus giới thiệu cho các bác. Còn hai chiếc phiên bản Mỹ, phiên bản USA, 3 cam sau, màu đèn flash, máy mỏng và con này thì viền nó hơi phẩy này, thì giá có 7,5 triệu thôi. Đấy, con này thì tất cả các chức năng là hoạt động ok, màn hình phẳng tràn viền, kích thước là 6,6 inch, nhưng mà cảm giác cầm nắm của nó rất là to các bác nhá. RAM 8 128GB, hai sim hai sóng hỗ trợ 5G. Đấy, pin con này là 4500, chip 8 Gen 1. Đấy, màn hình thì phẳng này, đứt trước sau của nó đều màu phẳng, 7,5 triệu các bác nhá. Rồi một con đẹp hơn, con này tầm 97% thì 7,8 triệu này. Đấy, 7,8 triệu thì con này viền của nó cũng ok. Đấy, nó gọi là phe phẩy cũng như mà siêu nhẹ. Thì cây này giá cho các bác là 7,8 triệu các bác nhá. Ngoài ra thì em sẽ giới thiệu cho bác dòng 22 nhỏ. 22 nhỏ là phù hợp cho những cái anh em nào mà đi lại nhiều, đút túi quần túi áo nhiều mà cần một con máy bền bỉ chắc chắn này. Có game cuộc gọi này, 256GB này, thì trước mặt các bác đây chính là hai con phiên bản này, là phiên bản của Hàn Quốc. Hai cây phiên bản Hàn Quốc, một chiếc màu tím và một chiếc màu trắng nhá. Đấy, hình thức máy tầm 97%, máy zin 100% từ A đến Á, tất cả các chức năng là hoạt động ok. Màn hình phẳng tràn viền, kích thước là 6,2 inch, chip 8 Gen 1, bộ trong là 256GB và RAM của nó là 8GB. Đấy, con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6,6 triệu, một con S22 nhỏ các bác nhá. 22 nhỏ màu tím và màu trắng. Một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 6 triệu thì đây, Samsung Galaxy S21 Plus bản Hàn Quốc. Bên em đang có rất là nhiều 21 Plus bản Hàn Quốc nhá. Có 3 màu là màu đen, màu tím và màu hồng lam tính này.
3 cam sau, một đèn flash, sạc nhanh, loa kép, hình thức máy tầm 98%. Nói chung lô hàng về khá là đẹp. Màu tím mộng mơ, màu hồng lam tính và màu đen huyền bí. Ba ông cháu này lên hàng để phục vụ các bác. Con này thì màn hình sáng trong veo, đẹp, không một ám ố, không một điêu ảnh nha. Tất cả các chức năng hoạt động ok, màn hình 120Hz, phiên bản Hàn Quốc có hỗ trợ game cuộc gọi và có hỗ trợ 5G. Pin của nó khá là tốt, 4800. RAM thì là RAM 8 trên bộ trong là 256GB. Nhược điểm là nó chỉ dùng được một SIM vì nó là phiên bản của Hàn Quốc. Nhưng mà ưu điểm của nó bộ trong cao, máy giá hợp lý, 6.300.000 là các bác đã mua được chiếc rồi. Trong cái giá này đã bao gồm đầy đủ cho bác sạc cáp, nhanh, ốp lưng, dán màn hình, thẻ bảo hành các kiểu đầy đủ nhá. Anh em nào cần xem tất cả những cái thông tin thêm về tài khoản ngân hàng, thẻ bảo hành các kiểu thì các bác bấm vào mục mô tả video thì em ghi rất là rõ trong đấy. Thì con này Galaxy S2 Plus bản S21 Plus bản Hàn Quốc 6.300.000, một trong những cái mẫu máy mà bên em bán rất là nhiều cho các bác trong cái thời gian vừa qua. 21 Plus các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu những dòng máy trong cái tầm tiền hơn 5 triệu. Thì hôm qua em đã về một cái lô Samsung Galaxy Note 20, Note 25G phiên bản của Mỹ này. Bay 3 chiếc, clip ngày hôm qua lên sóng bay 3 cái. Hôm nay còn lại 2, 4, 5, 5 cái nữa để phục vụ các bác. Thì lô hàng này phải nói các bác là trăm năm có một, đẹp 99%, tất cả các chức năng hoạt động ok, các bác nhìn nó phê chưa? Đấy, Galaxy Note 25G. Con này thì các bác đừng bảo em phải chụp ảnh lại nữa, bởi vì 10 con như một và nó đẹp 99% các bác nhá. 99% và đẹp 10 con như một nên không cần phải chụp ảnh đâu các bác. Đấy, con này thì anh em chốt màu gì thì vào việc thôi. Còn hai chiếc màu đồng, hôm qua một đống màu đồng luôn, hôm qua thì em bay ba cái màu đồng luôn các bác nhá. Phải nói các bác ngày hôm qua các bác lấy màu đồng cực kỳ nhiều. Đây màu đồng đây này. Màu đồng là cái màu như này nhá. Thì người ta gọi là màu đồng. Còn có bác quên nói đến cái quay cái con này, có bác đang bảo chụp cho cái con màu đen để chốt mà bận việc nên chưa chụp được. Bác nào mà chốt thì vào việc nhé, vì bởi vì nó quá đẹp rồi cũng chả cần phải chụp ảnh đâu. Đây này các bác nhìn này, đấy nó đẹp keng như này. Và bên em thì các bác biết rồi, tình trạng như nào em báo luôn, giá cả bao nhiêu báo luôn, và máy lỗi lầm gì không là các bác đừng hỏi những câu đấy, bởi vì nó quá thừa. Đấy, những cái câu lỗi lầm gì không là bên em đã hàng về em phải kiểm tra, em phải test. Đấy, tất cả các chức năng em phải kiểm tra hết để sim, sóng, loa, mic, camera đủ thể loại thì sau đó là bên em mới gửi, chứ không phải cứ thế mà em gửi ngay cho các bác đâu. Đấy, thì con này là một con lốt 25G nhá. Một con bộ bản Mỹ. Đấy, lô hàng này hay cái này bản Mỹ. Hai sim hai sóng. Đấy, hỗ trợ 5G. Các bác nhìn chưa, hai mây là hai sim. Pin của nó là 4300. RAM thì là 8GB và bộ trong là 128GB. Màn hình 6.7 inch, màn hình phẳng tràn viền. Đấy, cấu hình thì hết thế thôi. Nó chỉ có loanh quanh thế thôi, hai sim. Có 5G, bộ trong 128GB, chip slot 865, màu đen và màu đồng. Đấy, giá thì cho các cháu này lên đường là 5.550.000, tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. 5.550.000 các bác nhá. Tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình. Hàng rất đẹp luôn, phải nói các bác lâu lắm mới về được cái lô bản Mỹ đẹp như này. Và ngoài ra thì em có cả bản Hàn. Bản Hàn thì cũng có hàng đẹp tầm 98-99% này. Còn một con màu xanh và một con màu màu đồng. Đấy, hai cây hàng A đẹp, hai cây hàng A. Hai con này thì đẹp tầm 98-99%. Cũng là hàng gọi gần như cũng là mướt luôn các bạn nhá. Mướt luôn đấy. Hai con này thì một sim vì nó là bản Hàn Quốc 256GB. Nếu bác nào mà gọi là dùng một sim thôi thì các bác chơi con bản Hàn Quốc này ok luôn này. Đấy, bộ trong là 88256GB. Đấy, hôm trước lô này về rất là nhiều, bán hết rồi. Còn màu đen, còn màu đồng và màu xanh thôi. Giá cho các bác là 5.3 các bác nhá. 5.3. Trong cái giá đấy nó bao gồm đầy đủ sạc cáp, ốp lưng và dán màn hình thôi. Còn ngoài ra thì có mấy cây hàng 5 triệu. Có mấy cây hàng 5 triệu đây. Đây, bản Hàn Quốc 5 triệu đây. 5 triệu một chiếc, cây số 2, số 3 và số 4 nhá. Màu hồng, màu đen. Đấy, bản Hàn Quốc 5 triệu. Thực tế hàng 5 triệu cũng rất ok. Đấy, các bác nhìn chưa? Viền vùng các kiểu đâu ra đấy luôn. Đấy, 5 triệu là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Nó sẽ hơi hằn hơn một chút so với hàng đẹp keng kia, thì giá nó đã rẻ hơn. Thì cây này giá 5 triệu các bác nhá. Bút đang rút ra đầy đủ bút cho các bác. Con này thì giá 5 triệu này. Đấy, thì vừa xong em đã giới thiệu cho các bác. Trong cái tầm tiền 5 triệu có một cái mã rất là hay, chính là Galaxy Note 25G. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu một con máy nhỏ gọn. Một con S21 5G nhỏ gọn xinh xinh, phiên bản Hàn Quốc, màu hồng lam tính. Đấy, con này 256GB, 3 cam sau, một đèn flash này. Đấy, hình thức máy thì viền chỗ chân sạc này hơi xước một tí nhá. Đấy, tình trạng thì bên em như nào cứ báo luôn. Con này thì loanh quanh 5 cổ thôi, 256GB, màn hình One UI 6.0 này. Màn hình của nó là 6.2 inch, màn hình phẳng. Đấy, RAM 8, bộ trong là 256GB. Có game cuộc gọi, con này bản Hàn Quốc còn một chiếc này nữa.
giá 5 triệu các bác nhá, màu hồng. Ngoài ra thì bản Hàn Quốc, à bản Mỹ em còn lại là màu hồng và màu đen và màu tím. Bản Mỹ còn rất là nhiều như này. Đấy, loanh quanh cũng 5 củ là các bác đã đưa một chiếc rồi. Có cây 4 củ 8 này thì hơi xước hơn nhá. Còn lại 5 củ này. Đấy, 5 củ thì các bác nhìn những con hàng 5 củ này ngon chưa? Những con này thì đẹp tầm 97% cho đến 98%. Thì loanh quanh có 5 triệu thôi. Màu hồng, màu đen và màu tím mộng mơ. Đấy, hình thức máy thì được tầm 98%. Mọi chức năng là hoạt động ok. Đấy, cũng có phe phẩy nhẹ một tí ở trên viền nhưng cái này không đáng kể nhá. Đấy, thì các bác nhìn kỹ chưa? Hai sim hai sóng bản Mỹ. Đấy, Samsung Galaxy S21 5G, một con máy nhỏ gọn xinh xinh, hai sim hai sóng, cấu hình cao, chụp ảnh đẹp. Giá 5 triệu. Phiên bản của Mỹ, cây số 6 này, số 1 này, số 9 này và số 2 các bác nhá. Đấy, 1269 đại 1269 cái 1268 là 1269 5 triệu tặng đầy đủ sạc cáp ô đựng và giá màn hình cho các bác. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác một cái mẫu máy trong cái tầm tiền 4 củ nha. Trong tầm tiền 4 củ khá là nhiều những cái mẫu máy luôn. Đây, trong cái tầm tiền 4 củ thì mã đầu tiên giới thiệu cho bác chính là Galaxy S20 FE. Các bác nhìn nó toàn màu sáng màu này, màu đỏ, màu trắng và màu hồng. Đấy, màu hồng hôm qua tưởng hết hàng, nay lại có một cháu nữa. Đấy, nó lẫn trong cái đống hàng nha, em phải nói hàng nha, nó quá nhiều luôn, nhiều khi lẫn một hai cây không biết luôn các bác nhá. Con này là một con S20 FE, phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Hình thức máy luôn này em thì em nhìn thì khá là mới. Tầm ít nhất phải tầm 98% coi nhá. Các bác nhìn này, hàng lô này đẹp chưa? Đấy, lô Galaxy S20 FE, một trong các mã máy cực kỳ nành và không có lỗi vặt luôn. Con này thì màn hình 6.5 inch, 120Hz. Phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc. Có cái gỗ trợ thêm của quại, có hỗ trợ 5G, pin 4500, RAM 6GB và bộ trong là 128GB, chip Snapdragon là 865. S20 FE giá hiện tại được bán là 4,2 triệu. Alo số đồng giá nha các bác nhá. Màu hồng, màu trắng, màu đỏ và màu trắng hết rồi. Đấy, còn có 3 màu thôi. Đấy, màu đỏ, màu hồng và màu trắng, 4.200.000 tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng và giá màn hình cho các bác. Một cái sản phẩm trong cái tầm tiền 4 củ tiếp theo chính là con Galaxy Quantum 3. Quantum 3 là một trong những em hàng phải nói các bác là em bán cực kỳ là chạy luôn. Bởi vì sao? Trong tầm tiền 4 củ, con này pin trâu, màn hình to, thiết kế đẹp. Mà các bác nhìn cái máy nó mỏng chưa? Đấy, máy mỏng vân tay bên cạnh này. Đấy, 4 cam sau một đèn flash này, máy mới 99%. Màn hình to, kích thước lên tới 6,7 inch. Mà giá thì loanh quanh có 4 củ là các bác đã mua rồi. 4 củ 2 các bác nhá, chính xác của nó là 4 củ 2. Đối với cái hàng đẹp keng, còn tí nữa cái hàng phẩy phẩy một tí thì là 4 củ. Con này thì pin có 5.000 thôi chứ không có nhiều. Các bác dùng chỉ ước làm sao mà một ngày nó hết pin thôi, nó đã khó rồi. Đấy, và con này thì có hỗ trợ 5G. RAM thì cũng nhẹ nhàng, 8/128GB đủ để các bác gọi là dùng tất cả những ứng dụng mà không đơn lác. Đấy, 8/128GB các bác nhá. Đấy, con này thì giá thì cũng rất là đắt, chỉ có 4,2 triệu thôi. Đấy, nói thật với các bác là loanh quanh 4 củ 2 là một cái giá thì cũng nhiều khi em trêu các bác thôi. Nhưng 4 củ 2 thì thực sự là nó là giá hợp lý luôn các bác nhá. Trong cái tầm tiền của nó, con này có chính là con M53 thôi, chứ còn nghe nó khi từ Quantum 3 thì các bác không biết nó là cái gì. Đấy, nhưng mà chính xác của nó cái con M53 bản Hàn Quốc thôi chứ nó là cái gì đâu. Đấy, các bác nhìn chưa? M53S, 6S này. Còn cái Quantum 3 này, cái tên này thì anh em thích sửa thành cái gì được. Sửa thành AAE bờ cò gì cũng được, hoặc ABC thì tùy, hoặc sửa thành MV thì tùy. Đây, di động MV thì các bác thích sửa thành cái gì nó thành cái đấy thôi các bác nhá. Đây này. Đấy, là sửa thành cái gì thì thành cái đấy thôi. Cái này thì không quan trọng. Con này thì màn hình to, pin trâu, một sim, nhược điểm của nó là một sim bản Hàn Quốc nhá. Nhưng mà dùng thì cực kỳ sướng luôn, anh em nào dùng một sim thì dùng con này ok luôn các bác nhá. Giá cho các bác là 4,2 triệu đối với những cái con hàng đẹp tầm 99% như này thì là 4,2 triệu. Tặng đầy đủ sạc cáp ốp lưng và dán màn hình Samsung Galaxy Quantum 2. Ngoài ra thì em có cả hàng màu trắng. Màu trắng này thì có 3.990.000 thôi. Cái màu trắng này thì viền của nó hơi xước một chút các bác nhá. Các bác nhìn này, viền hơi xước một chút này. Đấy, còn lại màn hình sáng đẹp và lưng đẹp. Cái này thì em sẽ tặng cho các bác đầy đủ sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình nhá. Riêng Quantum 3 này em tặng đầy đủ phụ kiện luôn. Nên các bác về các bác chỉ việc cắm sim mà dùng thôi, không cần phải lo đến phụ kiện vô kiếp gì cả. Tặng sạc cáp ốp lưng dán màn hình Galaxy Quantum 3 thì khả năng tuần sau em sẽ về tiếp 30 chiếc nữa. Nên là hiện tại thời điểm này còn có 5-6 cháu này thì em sẽ giới thiệu lốt cho các bác. Anh em nào kết mà chốt thì các bác cứ nhắn tin Zalo để đặt hàng các bác nhá. Quantum 3 giá 3.990.000 và 4,2 triệu tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình cho các bác. Một cái sản phẩm tiếp theo chính là con Galaxy A52s này. A52s thì xem nào. Ô, A52s màu đen đâu nhỉ? À, màu đen hôm nay chốt cho bác rồi. Nhưng mà vẫn còn hàng màu đen nhá. A52s này quên không cầm đây. Vẫn còn hàng màu đen để phục vụ các bác. Màu đen em nhớ có mấy chiếc cơ. A52s đồ hết rồi. Đây, giới thiệu cho các bác màu tím và màu trắng đi. Màu đen thì có hàng nhá, nhưng mà lại
là anh quên không giới thiệu bác. Con này là một con A52S phiên bản của Hàn Quốc này. Đấy, một cái cụm camera như này, lưng niếc các kiểu để bác nhìn này. Đấy, màu tím mộng mơ, màu trắng ngọc tờ ring như này các bác nhá. A52S 5G. Con này thì chip Qualcomm, màn 220Hz, hình thức máy thì hơi phẩy nhẹ viền một chút. Đấy, nhưng mà con này nó là cái vỏ nhựa nên là nên nó sẽ hơi hằn một chút nhưng không ảnh hưởng gì. Tất cả các chức năng hoạt động ok, máy màn hình nhá, sáng đẹp trong veo. Đấy, chủ yếu là cái màn hình này bây giờ mới là đắt này các bác này. Chứ còn cái màn hình máy xước viền nhẹ này không đáng kể đâu. Có hỗ trợ 5G, game của gọi, pin của nó là 4500, RAM thì là RAM 6 trên bộ trong của nó là 128GB. Cái này giá là 3,5 triệu các bác nhá. 3,5 triệu, có màu tím và màu trắng. Đấy, có cả màu đen mới vứt đầu rồi. Một cái sản phẩm tiếp theo, Samsung Galaxy, các bác nhìn này, trong tầm tiền 4 triệu này. Nhìn quả màn hình nó đáng đồng tiền bát gạo chưa các bác? 2K+120Hz chính là cháu Galaxy Quantum 2. 120Hz màn hình, độ phân giải màn hình 2K+, RAM 6GB, bộ trong là 128GB, chip Snapdragon 855 Plus, chip lượng tử nha các bác nhá. Đấy, một SIM, có hỗ trợ 5G, game của gọi, pin 4500, màu đen, màu tím và màu trắng, đầy đủ 3 màu để cho các bác lựa chọn đây. Màu đen, màu tím và màu trắng. Hình thức máy thì lô này khá là mới, ít nhất phải tầm 98-99% các bác nhá. Phải nói các bác là để kiếm được những cái con đây này, con này còn con trắng này còn nguyên cả cái siêu viền chưa lột ra luôn, lột ra mới đét luôn các bác nhá. Nguyên siêu viền, máy zin test đèn đẹp từ A đến Á và tất cả các chức năng là hoạt động ok. Samsung Galaxy Quantum 2 phiên bản Hàn Quốc. Con này thì giá hiện tại đang là 3,990,000 một chiếc các bác nhá. Tặng đầy đủ sạc cáp ốc lưng giá màn hình Galaxy Quantum 2. Đấy, thì anh em nào mà thích mà kết thì các bác nhắn tin Zalo để đặt hàng. Đấy, Quantum 2 giá cho các bác là 3,990,000. Một cái sản phẩm ở đây trong cái tầm tiền mà hơn 4 triệu thì còn 3 chiếc nữa. Samsung S15G còn 3 chiếc cuối cùng để giới thiệu cho các bác. Một chiếc màu đa sắc, một chiếc màu vàng gold và một chiếc màu đen. Máy mới 98-99%. Tất cả các chức năng là hoạt động ok, máy nguyên zin nguyên bản từ A đến Á các bác nhá. Qua đây là một trong những con máy trong tầm tiền hơn 4 triệu em bán rất chạy luôn. Em đang đặt cái lô này bên Hàn mà hàng nó chưa có các bạn. Đấy, vì mấy cây này chắc chỉ bán khoảng 2-3 ngày nữa là hết hàng rồi. Đấy, em đang định đặt một cái lô S15G nữa. Con này thì các bác sẽ được sở hữu này. Bộ trong này, cây màu đen 512GB, cây RAM 8GB. Còn hai cây này thì RAM 2, hai cây này thì bộ nhớ trong là 256 các bác nhá. Pin 4500. Đấy, chip con này chip Exynos nhưng mà nhá, bản Hàn Quốc chạy chip Exynos. Nhưng mà được cái bộ trong ngon, màn hình các bác nhìn nó phê chưa? Kích thước là 6,8 inch và độ phân giải màn hình là 2K. Con này thì màn hình trước sau của nó đều bằng kính. Đấy, hai màu, ba màu đều đẹp các bác nhá. Và nhìn nó đẹp chưa? Những cái màu đa sắc này, nhìn kỹ vào nó thấy nó phê này, các bác nhìn này, kỹ vào nó cảm giác nó cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Đấy, con này thì giá là 4,5 triệu một chiếc. Mà cái dòng này thì em sẽ tặng đầy đủ cho bác sạc cáp này, ốp lưng và dán màn hình đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì cả. Các bác chỉ việc dùng thôi. Ốp lưng cũng có luôn, sạc cáp dán màn hình đầy đủ luôn. Galaxy S15G, giá cho các bác là 4,5 triệu. Một cái sản phẩm tiếp theo, ở đây trong cái tầm tiền 4 triệu thì có một cái mã lốt 15G nữa. Lốt 15G thì còn hai chiếc lốt 15G, một chiếc màu trắng thì đẹp tầm 98%. Cây này không có lỗi lầm gì nhá. Thì cây này giá hiện tại đang là 4,2 triệu. Màn hình thì 6,2 inch này, 6,2 inch. Đấy, màn hình cong tràn viền 6,2 inch. Đấy, RAM thì là 12GB và bộ trong của nó là 256GB. Cây này thì lốt 15G, cây này giá em đang bán cho các bác là 4,2 triệu, một cây lốt 15G màu trắng này. Ngoài ra thì có một cây lốp 15G màu đen thì cây này nó bị đốm một tí nhá. Đấy, cây này bị đốm một tí góc này. Phải nói các bác là nhập hàng về mà dính một cây này thôi, lỗ sấp mặt luôn. Cây này em sẽ trừ đi 500.000 so cây kia, bán 3,7 triệu nhá. À đây ghi 3,8 triệu rồi. 3,7 triệu đi. Cây này đã đọc các bác 3,7 triệu rồi thì thanh lý cho các bác 3,7 triệu. Đây góc này hơi bị rịa một tí đốm này. Còn lại thì ok, chả có làm sao cả, tất cả các chức năng là hoạt động bình thường. Cây này 3,7 triệu nhá các bác nhá. Cây lốt 15G. Ngoài ra thì em có một cây lốt 15G 5,3 triệu màu đa sắc. Cây này thì màn hình sáng đẹp này. Đấy, sáng đẹp, chất lượng cũng khá là ngon. Con này thì RAM 12GB và bộ trong của nó là 256GB. Con này thì chưa up zoom 2 SIM. Nhưng anh em nào thích up 2 SIM thì em sẽ up cho các bác, có hỗ trợ 5G. Đấy, gốc nguyên bản của nó là 1 SIM nhưng con này có thể chạy lên được 2 SIM. Đấy, một 3 cam sau, một đèn flash các kiểu các bác nhá. Hình thức máy thì được tầm 97%. Cây này giá cho các bác 5,3 triệu. Tặng sạc cáp ốp lưng và dán màn hình đầy đủ. Một con máy trong cái tầm tiền hơn 3 triệu thì em sẽ giới thiệu bác chính là con A71. Nói chung là trong cái tầm tiền mà từ dưới 4 triệu đổ lại thì em rất nhiều mã máy bản Hàn các bác nhá. Đây con này, con A71 cũng ngon này. Đấy, các bác nhìn chưa? Màn hình phẳng này, màn hình phẳng này. Đấy, màu trắng bạc này. Đấy, con này thì màn hình to, kích thước là 6,7 inch. A71 bản Hàn này thì cấu hình nó sẽ cao hơn con bản Việt Nam một chút các bác nhá.
Đấy, con này thì pin của nó 4500, RAM thì là 8GB và bộ trong là 128GB. Để màn hình này màn hình AMOLED nữa, màu sắc cực kỳ đẹp luôn, và một trong các mã máy mà gần như không hề có lỗi vặt luôn. Con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 3,5 triệu các bác nhé. Galaxy A71 3,5 triệu, có màu trắng và màu đen này. Một cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 2 triệu đi, Galaxy A32 phiên bản của Hàn Quốc. A32 bên em đang còn rất là nhiều luôn, hình thức mới 98 đến 99%, màu trắng và màu đen và màu tím, ba màu để cho các bác lựa chọn nhá. Thiết kế đẹp chưa các bác, máy mỏng nhẹ, cầm cực kỳ là dễ cầm luôn. Nói chung là các bác mua về cho ông bà cha mẹ con này thì tuyệt vời. Xem con nào còn pin thì giới thiệu bác này, toàn cháu hết pin này. Đây, con này thì còn một tí pin, 4% pin, nhưng mà vẫn đủ để gọi là review cả tiếng chả hết pin luôn. Con này thì pin của nó nhẹ nhàng có 5000 bây giờ thôi, nên là các bác mua con này thì đừng có lo về pin nhá. Đấy, RAM thì cũng ở mức độ gọi là tầm thấp, 4/64GB, nhưng mà vẫn đáp ứng tất cả các nhu cầu, ví dụ Facebook, Zalo, cái ví dụ người già chỉ quanh quanh như thế thôi, Facebook, Zalo rồi xem YouTube thế thôi. Giá thì 2,6 triệu các bác nhá. Một con Galaxy A32 màu tím mộng mơ, màu trắng ngọc tring và màu đen huyền bí, giá là 2,6 triệu, hình thức mới 98 đến 99%, mọi chức năng là hoạt động ok. Đấy, Galaxy A32. Còn cái lốt 8 này nữa này, lốt 8 em còn 2 chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu mắm tôm này. Đấy, lốt 8 một chiếc màu xanh, chiếc mắm tôm nhá. Hai con này thì màn hình sáng đẹp, RAM 6GB và bộ trong của nó là 64GB. Đấy, RAM 6/64GB. Cái này em đang bán cho các bác là 2,8 triệu nhá. 2,8 triệu một con lốt 8 này. Rồi cái sản phẩm tiếp theo chính là con A23. A23 thì em có màu đen, màu trắng và màu xanh. Màu trắng đâu không biết để đâu rồi. Đây, màu trắng đây. Xanh đen, trắng và xanh. A23 RAM 4/128GB. Con này thì màn hình to, pin cực kỳ trâu luôn. Pin con này, mấy con này chỉ ước nó hết pin thì phải nói các bác sao, tại vì sao mà Samsung nó cứ sản xuất mấy cái con hàng A, hàng M thì pin rất trâu các bác nhá. Nhưng mấy con hàng flagship phải dòng Ultra thì pin nó mới được 5000. Đấy, bọn nó sản xuất rất nghịch lý luôn. RAM 4/128GB. Con này thì một sim bản Hàn Quốc, pin 5000 các bác nhá. Pin rất trâu luôn, pin lại còn màn LCD nữa thì không biết đến bao giờ nó mới hết pin. Con này 2,8 triệu một con Samsung Galaxy A23. Đấy, lúc nãy là A32 này, xong bây giờ là A23 này. Bây giờ thì em lại có A13 nữa. Và cũng cái mã A13 sẽ kết thúc clip trong hôm nay các bác nhá. Mã A13 màu đen huyền bí, 4/64GB, màn hình phẳng. Đấy, con này màn hình phẳng nhá, màn LCD này, pin trâu, pin 5000, RAM 4 bộ trong là 64GB. Cái này giá cho các bác là 2,6 triệu một con Galaxy A23. Và đây cũng là clip cuối cùng trong đây cũng là con máy cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Bao lòng mà chốt mà kết chiếc nào thì các bác đăng ký kênh lại để theo dõi. Và các bác đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh ngày càng phát triển. Clip của em hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.